Kết nối tình yêu, vẹn tròn hạnh phúc là chủ đề đám cưới vì cộng đồng 2014 do Chi hội giáo viên ngành trang điểm thẩm mỹ thuộc Hội dạy nghề Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Nhà tài trợ Cửu Long Jewelry và ban tổ chức đã trao tặng 20 cặp nhẫn cưới cho những cặp cô dâu chú rể khiếm thị. Sau một vài tháng, một số cặp nhẫn đã bị nứt và xuống màu. Kết quả kiểm tra tại các cửa hàng vàng bạc cho thấy 20 cặp nhẫn không có giá trị 6 triệu đồng như đã thông báo. Đó là vàng giả. Kết quả kiểm tra cùng với thái độ đổ lỗi, tránh né giải quyết sự việc của nhà tài trợ và ban tổ chức đã khiến cho cộng đồng cảm thấy phẫn nộ. Làm từ thiện đem lại lợi ích cho 4 đối tượng: người được giúp đỡ, ban tổ chức, nhà tài trợ và cộng đồng. Và lợi ích đó đã biến thành thiệt hại cả về vật chất, thương hiệu, tinh thần và đạo đức xã hội trong những vụ việc tương tự. Nguyên nhân chính là động cơ làm từ thiện đã lệch ra khỏi mục đích tốt đẹp ban đầu của nó. Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình Vấn đề hôm nay phát sóng hàng ngày vào hồi 21:20 trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị, từ thiện là một vấn đề nhiều người quan tâm, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng tham gia. Lý do để không tham gia từ thiện thì có thể xuất phát từ sự hồ nghi về tính minh bạch tài chính, hồ nghi về đối tượng được giúp đỡ và hồ nghi cả về động cơ làm từ thiện. Như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu của chương trình ngày hôm nay thì làm từ thiện đem lại lợi ích cho 4 đối tượng: người được giúp đỡ, ban tổ chức, nhà tài trợ và cộng đồng. Sự thành công và bền vững của việc làm từ thiện thì chính là làm thế nào để tạo ra được mối quan hệ win-win, tức là mối quan hệ cùng có lợi, cùng thắng giữa 4 đối tượng này. Và trong phạm vi 15 phút của chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ lựa chọn phân tích gốc gác của mối quan hệ ấy, đó là động cơ của việc làm từ thiện. Và cùng tham gia bình luận chủ đề động cơ nào cho từ thiện là hai vị khách mời. Xin giới thiệu anh Vũ Trung Kiên, người có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thương hiệu và truyền thông, và anh cũng là người thực hiện chương trình đưa nhân vật Nick Vujicic sang Việt Nam. Và xin giới thiệu là anh Nguyễn Thành Trung, ca sĩ, người dẫn chương trình và trưởng nhóm từ thiện thật. Trước hết là xin cảm ơn các anh đã nhận lời mời tham gia chương trình của tôi ngày hôm nay. Thưa anh Thành Trung, anh là một người nổi tiếng, và anh bình luận thế nào khi dư luận cho rằng là những người nổi tiếng thì làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi? Nếu những việc họ làm có ích cho xã hội, có ích cho cộng đồng thì họ xứng đáng được đánh bóng. Các bạn hãy nhìn vào những điều họ làm được, chứ đừng nhìn vào những điều họ được nhận. Và những nghệ sĩ có một lượng fan nhất định và họ có rất nhiều người đang theo dõi. Vậy khi mà họ làm việc thiện có ích cho xã hội thì có rất nhiều người cùng theo đuổi, cùng làm việc thiện. Thì đấy là một cách nhân rộng việc thiện. Vậy thì tại sao mà cộng đồng lại tỏ ra nhạy cảm với việc đánh bóng tên tuổi của các thương hiệu khi mà họ tổ chức ra những cái sự kiện như vậy? Có một câu ngạn ngữ mà tôi thấy rất đúng, đó là không có bữa trưa nào miễn phí. Doanh nghiệp bỏ tiền ra để làm từ thiện thì doanh nghiệp phải được quyền thu lại lợi ích của họ. Đó là sự hiểu biết của công chúng, là cảm xúc của công chúng về thương hiệu. Và họ bán được hàng, họ lại tiếp tục có tiền làm từ thiện. Họ tiếp tục làm từ thiện tức là khối công chúng được thừa hưởng, có lợi, và doanh nghiệp cùng có lợi. Và chúng ta chấp nhận câu chuyện hai bên cùng có lợi, nhưng công chúng đòi hỏi quá nhiều về câu chuyện tâm. Và tôi nghĩ chúng ta phải hiện đại hơn. Sự kiện Nick Vujicic sang Việt Nam là một thành công lớn khi mà nó tạo ra được cái mối quan hệ win-win, tức là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi cho cả diễn giả Nick Vujicic và cả cái công ty Tôn Hoa Sen nữa. Nhưng mà sau những cái giây phút thăng hoa giao lưu với Nick Vujicic xong thì lập tức là báo chí chuyển từ việc đang ca ngợi cái sự kiện này chuyển sang so sánh rằng là có những hãng sữa bao năm phát sữa miễn phí cho trẻ em nghèo như là Vinamilk thì đưa tin thôi cũng được coi là PR và bị cắt. Trong khi thì báo chí và truyền hình chạy theo cổ vũ rầm rộ cho sự kiện Nick Vujicic sang Việt Nam. Vậy thì anh Trung Kiên, với vai trò là người thực hiện chương trình này, vậy thì đâu là giới hạn cho cái việc đánh bóng tên tuổi của một công ty dựa trên việc làm từ thiện hay là dựa trên hình ảnh của những người khuyết tật? Chúng ta nhìn trên khía cạnh làm thương hiệu thì khi anh thực hiện một công cụ thành công, anh sẽ rơi vào cái bẫy của công cụ đó. Anh sẽ sử dụng đi sử dụng lại. Khi anh không biết dừng lại thì anh rơi vào cái bẫy, và ở đây là bẫy làm từ thiện. Tuy nhiên nếu họ biết điều chỉnh, họ thay đổi hình thức, họ vẫn định vị là một công ty có xu hướng làm từ thiện và vẫn là một công ty kinh doanh trên giá trị kinh doanh cốt lõi của họ, thì họ sẽ vẫn thành công trong chuyện làm từ thiện. Nhưng họ phải hiểu là họ phải thay đổi công cụ. Câu chuyện Nick Vujicic thì công chúng đã được gì? Được một bữa trưa miễn phí. Doanh nghiệp cũng được gì? Cũng được một bữa trưa miễn phí và lợi ích tập trung vào cái hoạt động đó. Thì tại sao ta không làm? Nếu doanh nghiệp không được gì thì hãy nghĩ đến câu chuyện mà họ sẽ không làm nữa. Chúng ta làm thương hiệu hay là đánh bóng tên tuổi thì nó cũng mang lại những giá trị mà có thể giúp chúng ta kiếm ra nhiều tiền hơn để có thể tiếp tục làm từ thiện. Và chúng tôi quay về câu chuyện ở xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Thì ở đây có hàng trăm người sống bằng nghề xin từ thiện, và đó có thể coi là một nghề ăn nên làm ra của không ít người trong xã.
Vậy thì xin hỏi anh Thành Trung, là anh là một trưởng nhóm Từ Thiện Thật, thì chúng tôi không có hàm ý rằng là cái câu lạc bộ Từ Thiện Thật của anh là có những cái nguồn lợi nào đó một cách mà gọi là không minh bạch. Nhưng mà chúng tôi cũng xin hỏi thẳng anh rằng là nếu muốn làm giàu từ thiện thì các nhóm từ thiện có cách nào để có thể làm giàu? Họ có thể lợi dụng việc từ thiện này để đi quyên góp. Nhưng quyên góp đấy thì họ không, không công khai minh bạch. Và đây lại là tiêu chí, yếu tố quyết định để cho một hội từ thiện có thể thành công. Và đây cũng chính là lý do vì sao mà khiến cho rất nhiều người dân, cộng đồng mạng cũng như tất cả những người đang theo dõi việc thiện tại Việt Nam cảm thấy phản cảm, cảm thấy bức xúc. Và đây cũng là điều mà tôi bức xúc từ trước đến nay. Nhưng còn anh Trung, với vai trò là người tổ chức sự kiện rất là nhiều, thì những cái dòng tiền không chính đáng này nó đã chạy như thế nào trong những cái tổ chức từ thiện? Các công ty truyền thông đưa ra rất nhiều hoạt động xã hội từ thiện, đưa ra rất nhiều đêm nhạc giao lưu, và họ xin từ thiện, họ xin 1 tỷ từ doanh nghiệp. Nhưng công chúng sẽ không bao giờ biết 1 tỷ đó chia như thế này ra sao, chia ra sao. Vì 1 tỷ đó vào tiền tổ chức, 1 tỷ đó vào lợi nhuận của doanh nghiệp đó, thậm chí chỉ có 10% là vào những người cần từ thiện thật. Đôi khi chúng ta có thể nghĩ một tình huống là thấp hơn. Và đó rõ ràng là một hoạt động xã hội từ thiện có lợi ích. Và lợi ích đó hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, như kinh nghiệm của tôi thì họ vẫn hoàn toàn có rất nhiều hoạt động từ thiện khác đem lại lợi ích mà không chính đáng. Vì anh sử dụng dòng tiền đó không theo một quy phạm pháp luật nào cả. Mà đó là từ tâm. Mọi người rất hay, và từ tâm thì rất dễ bị lợi dụng. Những tổ chức như anh Trung phải tiến tới một tổ chức có pháp nhân, được sự điều chỉnh bởi pháp luật, chứ không đơn giản là một tổ chức hoạt động từ sự nhiệt tình. Vì bây giờ anh Trung có thể nói với tôi là anh minh bạch, nhưng tôi không tin. Tôi có quyền không tin. Chính xác. Đây cũng là cái điều mà trăn trở rất lâu rồi. Từ khi xây dựng Từ Thật, hiện nay Từ Thật chỉ là một cây cầu nối giữa người giàu và người nghèo. Chúng tôi chỉ là nơi có thể tiếp nhận những món đồ hiện vật và ủng hộ cho những người nghèo, và những người tham gia từ thiện và những người là những tấm lòng hảo tâm, họ có thể trực tiếp cùng đi cùng. Thế còn anh Kiên, anh nghĩ sao? Tôi cá nhân tôi nghĩ tiền hay hiện vật đều là vật chất. Khi anh có thể làm giàu từ tiền thì anh có thể làm giàu từ hiện vật. Đó và tôi nghĩ anh thay vì những tổ chức từ thiện mà hoạt động bằng sự nhiệt huyết như anh Trung, thì chúng ta phải đưa ra một cái mô hình mà chúng ta có thể chứng minh được sự công khai minh bạch đó dưới khuôn khổ pháp luật. Tôi cũng rất muốn là nếu sau này có cơ hội, anh Kiên cũng là người sẽ hợp tác cùng để cùng xây dựng một gọi là từ thiện chuyên nghiệp. Có thể là hai anh sẽ có thể làm giàu với nhau, đúng không ạ? Tôi thì rất thích cái định nghĩa mà anh Trung vừa phát biểu, đó là từ thiện chuyên nghiệp. Chúng ta quá quen với mọi thứ nghiệp dư, chúng ta không có quy trình quản lý trong mọi vấn đề. Và khi mà vấn đề đó đến, chúng ta mới nghĩ ra quy trình quản lý. Và hiện giờ chúng ta cần là gì? Cần một thứ chuyên nghiệp cho hoạt động từ thiện. Một bộ để máy gì? Để hiệu quả hơn, để tiếp thu những nguồn lực đó hiệu quả hơn. Và để chứng minh động cơ. Khi anh làm chuyên nghiệp thì anh phải chứng minh cho cộng đồng thấy là vốn đầu tư của cộng đồng vào đó, vốn đầu tư của tổ chức vào đó có hiệu quả hay không. Và hiệu quả đó phải chứng minh theo một cái pháp lý, có pháp lý. Pháp lý hoặc theo như quản lý chuyên nghiệp, họ gọi là KPI. Chúng ta cùng quay lại về một cách mà làm từ thiện bây giờ, đó là việc đấu giá từ thiện. Nhưng mà cũng có những cuộc đấu giá từ thiện đã biến thành một trò đùa. Trong một cuộc đấu giá từ thiện gần đây thì bộ Tứ Linh có giá đấu khởi điểm là 40 tỷ đồng này. Chiếc trống đồng kỷ vật 1.000 năm Thăng Long được trả mua với giá thu về là 12 tỷ đồng. Bức tranh đá quý có chữ ký của khoảng 80 thí sinh Miss Earth được trả với giá 3 tỷ đồng. Và viên đá ruby khổng lồ được trả với giá 11 tỷ đồng. Cuộc đấu giá lẽ ra thì sẽ thu về được là 75 tỷ đồng, nhưng mà không có một cá nhân đơn vị nào thực hiện việc mua trả tiền như đã đề cập trong phiên đấu giá. Và nhìn lại cái vụ việc 20 cái cặp nhẫn giả đầu chương trình thì cũng là thấy một ví dụ cho thấy rằng là rõ ràng thì từ thiện là tự nguyện, xong thì nó phải đi kèm những cái cam kết và quy định của pháp luật. Vậy thì các anh có đồng ý với quan điểm này không? Theo tôi, cái quan niệm đúng là chúng ta định nghĩa đúng. Định nghĩa đúng là đó là làm từ thiện, đó là hoạt động xã hội, đó là đấu giá thương mại hay là gì khác. Đấu giá thương mại thì sẽ chịu sự quy định của pháp luật. Mình có quy định đó rồi. Vậy. Nhưng những hoạt động xã hội từ thiện dưới hình thức một cuộc đấu giá thì lại xảy ra dưới dạng là tâm. Lại là cái tâm mà anh Trung đề ra. Vâng. Tâm thì là gì? Là cảm xúc của tôi khi khác. Và chúng ta phải hiểu hơn một điều. Đó là
chúng ta chỉ tìm đến, công chúng chỉ đòi hỏi là tại sao bạn đặt doanh nghiệp đó mua rồi mà không trả tiền. Nhưng công chúng không hề hỏi là 75 tỷ đó khi ban tổ chức thu về thì sẽ chia như ra sao, chia ra sao. Bởi vì tiền này cho những người chủ sở hữu vật dụng này, tiền cho đơn vị trung gian là đơn vị đứng ra tổ chức. Và số tiền tôi nghĩ là không nhiều cho những người được hưởng thụ từ thiện. Và tôi thấy đó, đây là một đơn vị tổ chức khá nghiệp dư. Vì sao? Vì họ không hiểu cơ chế đưa ra chi phí truyền thông và marketing của một doanh nghiệp. Vậy thì anh Trung, anh có ý nghĩ thế nào nếu anh sắp tới tổ chức một chương trình đấu giá từ thiện? Liệu anh có thay đổi theo ý của anh Kiên hay không? Tôi nghĩ rằng là trước khi đấu giá từ thiện thì phải xem được cái sản phẩm đấy là sản phẩm gì. Và cũng như là thẩm định, phải có cơ quan chức năng thẩm định là cái sản phẩm đấy có đúng thật hay không. Theo cá nhân tôi, ý kiến của anh Trung rất hợp lý. Nhưng anh Trung phải hiểu là khi anh tổ chức sự kiện thì đơn vị tổ chức sự kiện hoàn toàn không có chức năng và đấu chuyên giá môn để thẩm định. Câu chuyện thứ hai, đơn vị tổ chức từ thiện đấu giá sản phẩm đó hoàn toàn chưa có tiền để trưng cầu thẩm định. Để giải quyết cái vấn đề ví dụ như đấu giá từ thiện, thì thay vì một hoạt động xã hội dưới hình thức đấu giá, chúng ta, những nhà tổ chức phải tổ chức một cuộc đấu giá thương mại kết hợp với hoạt động từ thiện. Vì sao? Vì khi anh tổ chức đấu giá thương mại thì anh có thẩm định, anh có những quy định, anh có tiền cọc. Đơn vị nào bỏ cọc là họ mất tiền. Anh Trung có cảm thấy thỏa đáng với cái giải đáp của anh Kiên không? Từ thiện của tôi sắp tới có một phiên đấu giá nhẹ thôi. Những nghệ sĩ họ sẽ ủng hộ cho từ thiện thật những cái vật dụng của họ đang sử dụng. Và tôi sẽ đấu giá với một giá trị nhất định. Khởi điểm ví dụ như là 10.000. Nhưng có người trả 100.000, 200.000. Và số tiền đấy được mua hiện vật cũng như là chuyển thành một cái quỹ và được công khai minh bạch trên mục tấm lòng vàng trong từ thiện thật. Thì vậy điều đó có phải là đấu giá chính thức của từ thiện không? Theo tôi thì đó vẫn là hoạt động xã hội từ thiện dưới hình thức đấu giá, và anh cũng vẫn không kiểm soát được người ta có thanh toán hay không. Không biết rằng anh Kiên có cách nào không để tôi sẽ sử dụng ngay cái cách đấy của anh Kiên nếu anh Kiên có thể. Tôi lại dùng cách mà anh Trung đặt ra, đó là gì? Từ thiện một cách chuyên nghiệp. Khi chúng ta tổ chức đấu giá thực sự, đó là chuyên nghiệp. Đó là đấu giá chuyên nghiệp. Và từ cái đấu giá chuyên nghiệp đó chúng ta có lợi ích để làm từ thiện thì được hơn là chúng ta làm từ thiện xong đó tổ chức dưới hình thức đấu giá. Chính xác, từ thiện chuyên nghiệp rất tốt. Tuy nhiên thì lại quay trở lại cái tâm. Quay trở lại cái tâm. Người làm từ thiện nói rằng là tôi làm từ tâm. Tại sao tôi cần phải ký kết? Vậy lúc đấy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Tâm thì cũng phải lên một tầm cao mới. Tâm cũng phải có quy định. Có những gì quy phạm pháp luật đỉnh cao là được điều chỉnh từ những từ tâm. Nhưng không có tâm, không có những anh không có chiều ngược lại. Không có chiều ngược lại. Vậy thì trước khi làm đến từ thiện chuyên nghiệp thì tôi nghĩ rằng phải thay đổi cái cách suy nghĩ của người dân. Hai anh trong suốt cái buổi trò chuyện vừa rồi thì cũng khá là nhiều mâu thuẫn về mặt quan điểm với nhau. Anh có thể là thiên về pháp luật và thiết chế hơn, còn anh thì thiên về đạo đức hơn. Vậy thì theo các anh làm thế nào để có thể phối hợp và bắt tay với nhau để hoạt động từ thiện có thể chuyên nghiệp và đáp ứng cái tâm? Thì thứ nhất là phải có quy trình, thứ hai phải có những nhân sự chuyên nghiệp vận hành cái bộ máy từ thiện đó, nhân sự đó được trả lương để làm những hoạt động từ thiện đó. Vậy thì tôi xin cắt lời anh Kiên một chút. Thông qua cái lời của anh Kiên, tôi nghĩ rằng các bạn hãy chấp nhận làm từ thiện phải có quy mô, có lịch trình và phải hiểu được rằng là không ai làm từ thiện mãi mãi khi không có gì. Vậy thì tôi hy vọng rằng là sau cái chương trình này, nếu hai anh tổ chức một cái từ thiện thật với quy mô lớn hơn thì hãy rủ tôi. Tôi nghĩ rằng là anh Long sẽ là một phóng viên trong cái quỹ từ thiện này của chúng ta. anh Long sẽ là trưởng phòng truyền thông. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều cho chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng là sẽ gặp lại anh trong chương trình sắp tới. Thưa quý vị và các đồng chí, người Việt Nam chúng ta có truyền thống lá lành đùm lá rách. Lá rách ít, đùm lá rách nhiều. Việc giúp đỡ những người yếm thế hơn là một nghĩa cử cao đẹp. Bởi thế thì những hoạt động từ thiện đúng nghĩa của nó thì cần được nhân rộng trong xã hội. Từ thiện là tự nguyện, tức là mọi quyết định làm việc thiện thì đều xuất phát từ nhu cầu và mong muốn chính đáng vì mục tiêu tốt đẹp của mỗi cá nhân. Và thiết nghĩ rằng là việc làm từ thiện của mỗi cá nhân chính là việc làm hài lòng, thỏa mãn những nhu cầu và mong ước ấy. Và khi bạn giúp một ai đó, họ nở một nụ cười thì trong tâm của bạn sẽ có một niềm vui. Đó là niềm vui của tình người, là niềm vui khi bạn làm được một việc mà chính bản thân bạn mong muốn. Mọi động cơ làm từ thiện khi xuất phát từ việc giúp người khác như chính giúp bản thân mình thì việc thiện bao giờ cũng sẽ thiện. Chương trình vấn đề hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.